ai xin chào tất cả các bạn của đồng IC nước bọt nha thì có một thông báo mới nhất đến các bạn nha các bạn thì các bạn hôm nay các bạn vào thì cái số dư của các bạn trừ rất là nhiều nha của thành b mươi mấy nghìn mà chỉ còn 20 nghìn đây thôi nha các bạn về cái lãi suất là cái, cái tốc độ đèo của mình nè thì nó hiện về bằng không nha hiện tại là IC để ngừng đèo rồi nha các bạn chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn kích đèo hàng ngày nha để không có bị gọi là bị uh, chém bị uh, bị bị lỗi nha các bạn cho nên chúng ta vẫn thường xuyên kích cho tới ngày 28 nha. Thì uh, Thành nghe thông tin là ngày 28 này thì uh, mai nét mở nha các bạn có thể là trẻ về ví của chúng ta nha. Ngày 28 nha các bạn. Ngày 28 tháng 2. Ừ, bữa nay ngày 16 rồi. Thì uh, các bạn vẫn thường xuyên kích vào đây đã đào nha. Đó có một số người thì hình như hầu như 90 phần trăm thì cái chuỗi khối vào chuỗi khối để trẻ rồi nha về cái chỗ này nha của thành thì chưa có nha các bạn cái 747 này là cái đợt trước kể về sàn cho thành đó sẽ trẻ về ok ok thì thành đã nhận được hai lần là tổng là 747 đồng IC nha nhưng mà hôm nay nó không cộng thêm nha các bạn thành cũng không hiểu tại sao nhưng có rất nhiều người đã được cộng thêm thì các bạn vào đây coi thứ các bạn có bị trừ hay không nha thành thì thấy có trừ chấm đỏ đây nhưng mà nó vừa không vừa không nha đó bởi vì thành kích đều đều nha các bạn còn những bạn mà không kích đều thì có thể bị trừ một hai b gì đó nha đó anh sẽ đọc thêm hết tất cả cái thông tin này cho các bạn nghi cho rõ nha về cái chỗ bóng đèn này về chỗ đọc thêm nha rồi các bạn lướt lên đọc nha ic chuyển trọng tâm vào phát triển mainnet đó là chuẩn bị hướng đến mainnet mở luôn nha các bạn hôm nay đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hành trình của ic chúng tôi điều hướng bối cảnh không ngừng phát triển của công nghệ blockchain về những dự án hướng đến cộng đồng chúng tôi phải đưa ra quyết định chiến lược để đảm bảo tính bền vững về thành công lâu dài của dự án sau khi xem xét phân tích cẩn thận chúng tôi đã quyết định dừng các hoạt động khai thác trên ic này nha là không có còn đều được nữa nhưng mà chúng ta vẫn phải kích xét đều hàng ngày nha các bạn trong khi giai đoạn 1 là công cụ xây dựng cơ sở người dùng của chúng tôi về phân bối IC tiền xu chúng tôi nhận rằng nó đi kèm với một chi phí đáng kể 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 tài chính về tài nguyên nhóm với chi phí hàng tháng vượt quá là 50.000 đô nha là về thời gian quý báu của nhóm được chuyển hướng từ phát triển mainnet chúng tôi tin rằng để đến lúc chuyển trọng tâm của chúng tôi tập trung vào nhà phát triển MyNet mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp một ứng dụng MyNet mạnh mẽ nè về thân thiện với người dùng trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi về thúc đẩy tham gia thật sự chúng tôi để có thể phân bổ nguồn lực của mình hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu về bằng cách dừng các hoạt động khai thác nha những thay đổi về hành động quan trọng cần thực hiện là để đảm bảo quá trình chuyển đổi xuống xỉa nè về đủ điều kiện cho phần phân phối cuối cùng sắp tới chúng tôi kêu gọi tất cả người dùng hoàn thành các bước sau trước ngày 28 tháng 2 này nha các bạn các bạn phải làm hoàn thành hết nha bước 1 là vượt qua bài kiểm tra là 21 câu hỏi nha các bạn tất cả những người dùng phải vượt qua thành công bài kiểm tra có sẵn trong ứng dụng Đó. hai là thêm địa chỉ chủ thông minh của B đó là các bạn thêm địa chỉ của ví Meta hoặc ví chút hoặc là OKX vẫn được như cũ vẫn được nha đó nhưng mà hôm nay nó kêu là mình làm Meta tay và ví chút thì chúng ta làm hai ví đó đi nha đó rồi cái b là mặc dù việc kiếm tiền bị dừng lại nhưng người dùng là phải tiếp tục nhấn IC trong ứng dụng cứ sau hơn 4 giờ để tránh lại bị select xin nha trước ngày 28 tháng 2 việc không hoàn thành các bước sẽ dẫn đến là mất phân phối của IC của bạn nha các bạn đó đặt lại chi tiết giáo khu về phân phối trong nỗ lực chúng tôi để đảm bảo tính bình vững về của mạng chính chúng tôi đã cài đặt lại bắt thắt chỉ đây thành tiếng Anh kém nha về không có nghĩa là cái tốc độ nha các bạn tốc độ trên giờ phần trăm thưởng đồ tốc độ đều đó. về không như nãy thành nói đó. cho tác kẻ người dùng đều này có nghĩa là phần thưởng phân phối sẽ chỉ, chỉ dựa trên số lượng IC tiền xu khai thác thôi nha hơn nữa ba mươi phần trăm số dư phân phối sẽ được phân bổ vào nhóm phần thưởng mainnet là phân bổ là 30% phần trăm trong tổng của mình nha trong khi mainnet đó uh, bị khó trong 5 năm để khuyến khích người tạo nút về người xác nhận thông tin số dư cuối cùng sẽ có sẵn vào ngày 28 nha các bạn tháng 2 đó là thông tin chuẩn nhất à, tháng 2 bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như tỷ lệ select xin về tỷ lệ thành công của việc hoàn thành bài kiểm tra nha thời gian khó nè hồ bơi cộng đồng hồ bơi này không có thời gian khó nha đó thì chúng ta hôm nay không thể thiết lập khó rồi được nha các bạn My next Red Bot này sẽ có thời gian khó là 5 năm bắt đầu từ ngày phát hành mainnet ngày 7 tháng 10 nha các bạn 224 ừ. thì ngày 7 tháng 10 là 224 là mainnet nha các bạn đó là mainnet mở với bản phát hành quý hàng quý tương đương tỷ lệ trực tiếp bằng đầu tư ngày 7 tháng 10 504 tim post này sẽ có thời gian là khó 5 năm bắt đầu từ Ngày phát hành MyNet ngày 7 tháng 10 năm 2024 với bản phát hành hàng quý tương đương tỷ lệ trực tiếp bằng từ đầu uh, từ ngày 7 tháng 10 năm 2004 uh, nói chung là rất là nhiều trong đây các bạn có thể vào đọc nha. Đó. Thì uh, những ai mà bây giờ hiện tại đang khai thác thì vẫn kích đèo cái nút này vẫn kích đèo điều điều hàng ngày nha tuy là cái lãi suất là ACE đi nó về không không có được đồng nào nhưng mà chúng ta vẫn phải kích đó về chúng ta phải vượt qua cái phần KC cái là cái phần trả lời 21 câu hỏi cho chuẩn nha rồi những ai mà chưa làm địa chỉ bình bi đây thì các bạn hãy làm đi nha các bạn đó, cố gắng chứ thành nghĩ rất nhiều người không vượt qua à, một vài trăm nghìn ICE đã bị đốt cháy rất là nhiều nha các bạn à những tài khoản cỡ đó nhưng mà vẫn bị đốt cháy bởi vì họ không vượt qua bài kiểm tra quế ba lần thì không khai thác được nữa và bị loại bỏ hoàn toàn nha đó là những bạn đào nhưng mà không có tìm hiểu về IC thì các bạn phải chịu nha các bạn đó thì thấy chia sẻ thành hay cho thành một like một đăng ký kênh nha